Rất vui được gặp lại tất cả các bạn trong clip tiếp theo của mình nha. Thì đầu video, cho Tâm cũng xin chúc cho cô dì chú bác và anh chị em thật nhiều sức khỏe, khỏe nha. Và anh em đồng nghiệp thật may mắn chúng lớn nha. Thì giờ này bữa nay mình đi làm về hơi trễ cả nhà, thì mình cũng đi thăm gắn bị gắn trễ nha. Thì cái khu này á, mình không giấu gì tất cả các bạn nha, mình đặt hồi trước là mình đặt 12 cái khu này, 12 cái mình thăm chuyến đầu tiên dính được con lớn nè. Thì mình không có quay là chuyến đầu tiên, chuyến thứ hai mình thăm hình như là dính cũng được con mà lớn nè, rồi mình rút 2 cái là còn 10 cái, rồi chuyến rồi mình đi thăm không có một con luôn, rồi mình rút cũng rút 2 cái, 2 cái hay ba cái chứ, chuyến rồi mình rút 3 cái 4 cái vậy đó, thì chuyến này còn 6 cái vậy, 6 cái 7 thì mình tính đi cuốn nha cả nhà. Thì mình cuốn luôn nè, tại cái đường kia cũng hơi xa với lại hơi khó đi, mình cuốn 4 cái thì mình có đặt lại một cái rồi, thì còn 3 cái này dính 3 con rắn luôn. Thì bữa đặt á thì nó lại không dính nha cả nhà, tới giờ mình cuốn thì lại vô nè. Trên đời này nó ngộ lắm cả nhà ơi, ngày đặt 7 rắn này anh em đồng nghiệp thì chắc cũng biết mà. Đây nè, phân thì nó ị đây nè, nó thấy không, đặt thăm hoài không dính, tới rút thì dính nè. Con này cũng tầm 3 lần rưỡi 4 lạng chứ đâu có ít đâu. Nó đó, thấy chưa, đặt thì không dính, còn đi cuốn nghĩa là dính. Một em nè, đây em này cũng phân nghỉ đây nè, cái này tự đặt tới giờ thứ năm thứ sáu rồi đó mới dính đó. Thứ năm rồi chứ, 4-5 chuyến gì đó nè. Chuyến này cũng làm được con, con này thì gắn 3 nha, đây con gắn 3 nữa nè, đây đây còn gắn 3, con này chắc nó vô quá mình chưa có thấy phân phướng gì nha. Đó, rồi bây giờ mình cũng sẽ dồn một cái bẫy, một con gắn qua cái bẫy này, mình sẽ lội ngang cái hàng cây đó đó, mình sẽ thăm một cái bên đó nha, dính thì mình đặt lại, không dính mình sẽ rút luôn nha. Tại vì mình đặt cái chỗ này mình thăm 3 chuyến hay 4 chuyến này cũng chả có con nào. Rồi mình cũng hẹn cả nhà đợi xíu nha, mình sẽ bỏ lúa bỏ chuột rồi mình lội ra ngoài bụi cây đó, mình sẽ thăm quay cho cả nhà xem nha. Mong cô dì chú bác và anh chị em xem thấy hay, nhớ cho Tâm một like, một lượt đăng ký kênh để cho Tâm có cái động lực làm những video tiếp theo nữa nha. Đây mình cũng đã lội ra tới cái bẫy này nè, mình đặt ngay cái bụi che đóng tre nè. Thì cái này á thì năm trước mình có đã bẫy rồi nha, mình bẫy dính được mấy con rắn 3-4 lạng gì đó rồi mình rút, rồi chuyến này mình thăm 3-4 chuyến thì lại không dính. Rồi chuyến này mình thấy có phần rồi. vô cái này vô nặng lắm nha, con hành là vô kẹo luôn nha. Ôi trời, cái nhà nhìn đây con gì cái nha, ôi phẳng nị nè, rồi lúa đầu ra luôn, ngắn nhất rồi. Rồi vô kẹo, ôi ôi coi nè, hàng cũng bít cái lụp luôn, sướng chưa, quá phê luôn anh em ơi, coi nè đó. Rồi cái đầu của nó đây, quá đã cả nhà ơi, hàng khủng rồi, cặp ký lô rồi. Đây rồi, mình cũng tạm thời mình ngưng máy nha, rồi mình đi ra ngoài sẽ bắt cho cả nhà xem nha. Quá phê luôn, vô con này là ấm rồi. Rồi đặt hoài không dính, bữa nay coi nè, vô nè, bữa nay chạy quá. Rồi cả nhà ơi, phui con hổ hành luôn nha, phui con hành khủng nè. Trời ơi, coi nè anh em ơi, hàng khủng 9 lạng đến 1 kg luôn. Rồi mình sẽ tiến hành mình ngưng máy nha, mình sẽ sim hôm mình sẽ bắt nó ra cho cả nhà xem nha. Đây hàng khủng đây anh em ơi, ra luôn đó nha. Ra coi nè. Đây hàng khủng nè anh em ơi, xuống cho anh em đó. Rồi cả nhà xem nhớ cho Tâm một like, một lượt đăng ký kênh, chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha. Sướng quá cả nhà ơi, vô con này coi nè, vừa hơi giống như con này có bầu vậy cả nhà, bụng nó cứng ngắc à. Ở con này có bầu, ôi
quá phê. Rồi tiến hành cho vô túi lưới nha. Thì đây là túi lưới không nha. Tiếp tục nha, cái bẫy này có hai con nè, nãy mình dồn vô quá, bảy con chứ không phải hai con, nãy mình dồn vô mình lấy cái bẫy mình đặt lại. Đây một em đây, con này thì tầm 3 lần rưỡi nha, con này vô nhà dài đó. Rồi cho vô túi lưới luôn, tiếp tục nha. Đây nó thà gác cỡ này, đây là biết mình đặt bao lâu rồi đó, rồi mới dính được nó nè, từ hồi đặt tới giờ luôn, vàng bẫy mới nè đó. Rồi mình sẽ cho vô túi lưới luôn, tiếp tục nha. Trời ơi coi nè, bữa nay quá trời trúng luôn. Thì nói chung là từ đây về sau thì mình chưa biết được nha, chứ thực tế mình thăm 6-7 cái dính được 4 em rồi đó, được một con khủng như là mình thấy phê rồi đó. Rồi mình cũng tạm thời mình ngưng máy cho vô túi lưới, mình đi tới cái tiếp mình sẽ quay chia sẻ cho cô dì chú bác và anh chị em xem tiếp nha. Tiếp tục mình ở đây có một bẫy nha, hồi nãy mình mới thăm cái bẫy kia dính được con rắn bằng ngón tay cả nhà, mà bị con chuột nó vô á, chuột chà bá luôn, vô nó cắn chết queo luôn cả nhà. Rồi mình không có quay luôn, rồi dính nữa nè, rồi con này bằng ngón tay nữa. Đây tống phân đây nè, rồi mình tạm thời mình đứng máy luôn nha, con này thì bắt ra mình cởi khỏi quay nha. Tiếp tục mình ở đây mình có một bẫy luôn nha, cái bẫy này mình thăm 4-5 chiến rồi, chín toàn là gắn 3 không à, không biết chiến này có dính còn gì không đây. Rồi chiến này mình thấy phân xanh nè, phân xanh là mình phái lắm nha đó, phân xanh hy vọng hàng khủng nè, sao nhẹ te ta, trời ơi ngắn chút ác rồi cả nhà ơi, quýt thi á. Thường thường phân xanh là hàng khủng mà cũng bằng có ngón tay à. Rồi nốt máy luôn, con mình bắt khẩu. Tiếp tục ở khu này mình có một bẫy luôn nha, cái này thì từ hồi 7 tới giờ dính được con mà mà chiến này mình rút luôn, bẫy hoài không dính, rút cho để làm gì. Trời ơi chiến này dính nữa rồi, tính không dính cả nha, vô rồi. Con này cũng trọng nha, không có nhỏ đâu. Đây rồi nó rút lần kia, mình quay lên đồng này cái nó rút lần này đây nè đó. Rồi mình cũng tạm thời mình ngưng máy nha, đặt lại nữa chứ sao dính nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình bắt mấy con rắn này ra nha. Nè cái này là 2 con nãy mình dồn lại, 7 nè, một em đó, thấy chưa. Đây con này cũng ngon lắm nha, rất là ok luôn nha. Rồi cô dì chú bác anh chị em xem thấy hay nhớ cho Tâm một like, một lượt đăng ký kênh, chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha. Tiếp tục tới 2 con nhỏ nè, người ta có hát karaoke á, mình cũng tranh thủ nha. Đây một con nhỏ xíu nè, mình vũ con kia ra luôn. Rồi con này nó chen vô đó rồi, thôi mình cũng sẽ tiến hành cho vô túi lưới nha, đi tới cái tiếp mình sẽ chia sẻ tiếp. Bẫy này như chiến rồi cũng chất lớt luôn. Rồi trời chiến này dính hành còn chuột cũng mới đau quá chứ, làm như hành này mới vô sao cái nhời. Đây còn chuột luôn nè, con này chắc mới đâm đầu vô. Rồi mình sẽ ngưng máy, mình sẽ đặt cái bẫy xe cua lại nha. Cái bẫy này mình thăm dính được 2 con rắn 3 này nè, ngay chỗ này nè, không biết bữa nay có hàng gì không. Đây khu này hồi trước mình đặt dính rắn rắn hổ hành khủng không á. Rồi phân một đống rồi nè, phân xanh không biết hành khủng hay nhỏ đây. Rồi nhìn không thấy à, trời ơi 2 con luôn cái nhà ơi, như 2 con gì á, không nhìn thấy. Rồi đúng rồi 2 con nè, quay đầu này cái nó chạy đầu kia. Đây 2 cái đầu nè, thấy không, cái đầu trên cái đầu dưới đó cái nhà, một cặp luôn, không biết có con nào nhầy không nữa. Đây rồi, mình cũng tạm thời mình ngưng máy nha,
mình đi tới cái tiếp mình sẽ quay. Rồi mình sẽ bắt cái bắt gắn ra luôn nha. Hai con này, hai ngắn ba không đây nè, được hai con nha, 1.7 dính hai con luôn á, sướng sướng chưa anh em. Rồi mình cũng sẽ tiến hành cho vô túi lưới luôn nha. Đây, bắt con gắn nhỏ này ra luôn nha. Đây, con gắn này chừng lạng gữ à. Rồi mình cũng tạm thời mình ngưng máy nha, mình đi tới cái tiếp mình sẽ quay chia sẻ cho cô vợ chú bác và anh chị em xem tiếp. Khó lấy quá, bẫy nè. Ờ, mới dạch ra thấy hình này, hình nó đu bò thổ ten này, hình nhỏ nó nhầy gắn ba chứ. Đây chút xíu à, phần này đây nè. Rồi mình cứ tạm thời ngưng máy luôn. Rồi bây giờ mình tiếp tục thăm cái bẫy này nha. Cái bẫy này á, là mình thăm ba chiến, ủa thăm 4 chiến mà dính được 3 con gắn rồi đó cả nhà. 4 chiến dính 3 con nha. Thì gắn 3 có, gắn nhì có nha. Đây là chiến thứ 4, thứ 5 gì nè. Hy vọng là khui có hạn luôn nha. Rồi. Sao thấy nặng nặng này. Vô hành cả nhà. Im lắm nha cả nhà. Đây. Quá phê rồi nè. Đây nè, phân này đây nè. Con này chắc tầm 5-6 lạng quá. Dám vô nhất rồi cả nhà ơi. Đây nè. Đây cái đầu bự lắm. Đây cái đầu vành trướng luôn đây nè. Wow, sướng sướng nha. Rồi, mình sẽ tạm thời mình ngưng máy. Mình sẽ đặt cái bẫy xe cua lại nha. Rồi mình đi tới cái tiếp mình quay chia sẻ cho cô dì chú bác anh chị em xem. Có một cái bẫy nha. Bẫy này chiến đầu tiên mình mới đặt luôn nè. Ủa thăm chiến này chiến đầu tiên nha. Rồi dính được hành thế này. Hành 3 đây nè. Đó. Rồi mình cũng tạm thời ngưng máy luôn nha. Đi tới kế tiếp mình sẽ quay tiếp nha. Tiếp tục. Ở đây có con cái nha. Cái này mình thăm 3 chiến nè. Dính 2 con mà dính không có con nào xài được chứ. Dính chết chứ. Chiến này mới có phân phướng nha, thì có phân rồi nè. Đây, phân ị cho hai đống luôn nè. Không biết bự hay nhỏ đây. Hy vọng nặng nè. Dính cây cả nhà. Rồi gắn ba nữa. Dính cây thử nặng nặng. Rồi, mình sẽ tạm thời mình ngưng máy luôn nha. Từ đặt tới giờ dính mới con một à. Biết chiến này sao? Đúng rồi. Nó dạch ra thấy phân này nghi chắc gắn con nữa. Ồ, tạm ổn. Không bự cũng không nhỏ nha. Đây. Phân này quá chừng luôn rồi nè. Rồi mình đi ra ngoài mình sẽ bắt gắn. Rồi mình tiến hành mình bắt gắn luôn nha. Thôi con này cũng trọng lắm nha. Đây, con này thì vô nhầy rồi, trên 3 lần rưỡi rồi. Quá đã luôn, sướng 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 nha. Rồi, chơi vô túi lưới luôn. Tiếp tục nha. Cái bẫy này nãy thì mình dồn vô hai con. Tại vì mình dồn mình lấy bẫy xe cua mình đặt á. Nó chạy ra một em nè. Nó quấn cỏ. Đây. Em cứ đẹp đây. Đây, con này thì tầm lạng gửi nha. Tiếp tục ở đàn con nữa nè. Con này tầm 3 lạng. Đây. Trời sáng rồi cả nhà. Đây, con gắn bự hồi nãy nè. Con này không biết nhức nổi không nữa. Không nhức là nhà dũng nội luôn nha.
để bắt gà cầm mình mới biết được. Dương mịt lúa. Không ra luôn. Rồi con này vô nhất rồi. Nhất xiềng rồi. Đây nè. Con này vô nhất rồi nha. Xuống anh em ơi. Cả nhà xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà. Để cho mình có động lực làm video tiếp theo luôn nha. Quá đã rồi. Vô kèo. Rồi, mình tạm thời mình ngưng máy mình đi tiếp quay chia sẻ cho cô dì chú bác và anh chị em xem tiếp tục nha. Mong cô dì chú bác anh chị em xem, nhớ đón xem hết video ủng hộ cho mình nha cả nhà. Mình ở đây mình có một bẫy nha. Cái bẫy này chỉ ngồi dính được con hành ba nè. Này nhẹ te. Ôi sao nặng nặng đít. Rồi dính gắn ba nữa cả nhà. Nặng lúa nha. Đây phân này đây nè. Đây. Bẫy này từ hồi đặt tới giờ dính được một con nhỏ mà không ăn được luôn, chuột cắn chết. Mấy chiếc này sao đây? Ngay gốc dừa luôn nè. Đó. Đặt ngay cây dừa luôn nha. Ui, được con hành cả nhà. Mình thấy lú lưng nè. Con nhỏ. Đây phân này một đống đây nè. Cái con này gắn ba nữa, tầm lạng dữ à. Này. Thì chiến ngồi dính được con hổ hành 8-9 lạng á. Chỗ này nè. Chiến này không biết sao đây nha. Chiến ngồi dính hành 8-9 lạng quá im luôn cả nhà. Rồi chiến này có phân nữa nè. Có phân mà không biết nặng nhẹ cả nhà ơi. Cũng được nha. Đây. Cục luôn rồi nè. Xuống cho anh em. Con này thì cũng tầm 3 lạng nha. Đó. Rồi cả nhà xem nhớ cho Tâm một like, một lượt đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người cùng xem nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, bây giờ mình bắt đầu mình bắt gắn luôn nha. Thì sớm giờ cũng được nhiêu đây nè. Đó. Giờ mình sẽ tiến hành chim hôm cái rồi mình sẽ bắt ra nha. Đây. Con này tầm 3 lạng mấy. Này. Một con hổ hành. Quá đã luôn. Cho vô túi lưới luôn nha. Tiếp tục nha. Ở đây thì có 2 con luôn. Một con mà nó dính 27 á. Có 27 2 con á. Mà mình dồn vô nè. Có tới 3 con là gì. Đây con này nãy nó dính nhỏ xíu mình không quay nữa là 3 con nha. Rồi nó ăn ngắn mối nói ra luôn nè. Đó 2 con nha. Đây. Quá đã cả nhà ơi. Xuống chưa. Đây nó tính tẩu thoát nè. Trốn hả mày. Rồi mình cũng tạm thời mình ngưng máy mình đi tiếp kế tiếp mình quay chia sẻ cho cả nhà xem nữa nha. Tâm đại luôn cái trời. Mình thấy có phân luôn rồi nè. Này con gắn ba nha. Hồi dính một cặp luôn cả nhà ơi. Một cặp gắn ba luôn nè. Cái chiếc này sao đây. Rồi có phân nè. Nhà te. Một lạng một. Khu vực này quen thuộc không cả nhà. Cái bụi khóm nè. Chỗ này bắt biết bao nhiêu rắn. Rồi vô nữa. Kìa. Nằm cục từ lự luôn kìa. Nằm có bao cả nhà ơi. Ồ. Vô rồi 4-5 lạng nha. Con này tầm 4 lạng. Đây nè. Phân này đây nè. Mình cũng ốp máy nha cả nhà. Có ngừ đằng kia cả nhà ơi. Mình không có bao cho nên mưa nước vô nó ướt lúa lên hỏng. Chỗ gốc đó cả nhà. Thì dính được con thăm chiến đầu tiên.
Bữa hổm chuyến thứ ba mình, chuyến thứ hai mình đi thăm á thì không dính nha, gặp cái chú ông đi chăn bò. Rồi cái bắt đầu mình thăm đại mình đặt lại, cái bắt đầu chuyến rồi mất tiêu cả nhà. Ông lấy luôn. Ông thấy rồi là chuyến sau thăm mất luôn. Rồi bắt đầu mình mới dời lại chỗ này nè. Mình dời chịch khoảng 5-6 mét á. Mình dời vô góc này nè. Chuyến này chuyến thăm đầu tiên không biết dính không. Rồi có phân này nè cả nhà ơi. Phân nè, nè nè nè. Ui, cũng không có bự cả nhà. 3 lạng rưỡi. Rồi, mình cũng xin có ốp mắt. Một con, hai con, cái nè. Hai con nha. Trời nắng quá trời nắng luôn cả nhà ơi. Nắng lội không nổi luôn. Rồi, mình cũng cho vô túi lưới luôn nha. Tiếp tục đây. Đây có con hành này trọng lắm nha. Wow. Con này tầm 4 lần rưỡi nha. Con hành này 4 lần rưỡi á. Quá trời đã luôn nè. Quá phê anh em ơi. Ôi con này chạy ra luôn. Ôi. Rồi nó chạy ra cái nè. Đó. Rồi. À, cô dì chú bác và anh chị em xem thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Đây quá trời đã luôn nè. Quá sướng rồi. Rồi, mình cũng tiến hành cho vô túi lưới luôn nha. Cả nhà xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà. Tiếp tục luôn. Đây. Thì 7 còn cũng có 3-4 cái này cũng hết rồi. Khoảng 4 cái nữa hết rồi. Thì mình cũng ngưng máy luôn nha. Khi nào dính thì mình sẽ quay nữa. Trời nắng là nó ngớp quá chừng luôn cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Ở đây có 7 nha. Thì chuyến thăm đầu tiên nha. Vô. Vô ngắn 3 nữa cả nhà. Thôi ngắn 3 không à. Đây phân này nè. Đây. Rồi, cái con này mình bắt ra mình khỏi quay luôn nha. Rồi mình đi tới cái tiếp mình sẽ quay chia sẻ cho cô dì chú bác và anh chị em xem tiếp nha. Tiếp tục mình ở đây có cái bẫy nha. Trời chỉ mưa đen thui hết rồi cả nhà ơi. Cái này chỉ gọi chất lớp không dính nè cả nhà. Rồi cái này mình thấy có phân rồi nè. Đó cả nhà thấy không? Hy vọng nặng nha. Vô rồi, vô rồi. Vô hàng khủng rồi cả nhà ơi. Đây. Có người ta lua cá lóc nhẫn rồi cả nhà. Đây nè. Quá trời vô kèo rồi, vô kèo rồi. Rồi để mình tiến hành bắt ra luôn nghe cả nhà. 5 lạng rưỡi 6 lạng rồi. Trời sắp mưa tới nơi cả nhà ơi. Mình tranh thủ nha. Quá trời ơi, chỉ cái đám mưa này chắc mưa lúc luôn à. Rồi con này vô nhất kìa cả nhà ơi. Quá đã luôn rồi nè cả nhà. Sướng sướng anh em ơi. Nó quậy kìa nè. Đây. Đó, quá đã luôn. Rồi, anh em xem thấy hay thì nhớ cho Tâm một like, một lượt đăng ký kênh, chia sẻ nhiều người cùng xem nha. Quá trời đã luôn, sướng sướng còn mấy cái cuối mà vô này là ngon rồi. Cái này thì mình đặt hổm gà dính được 5-6 con gắn 3 rồi đó. 5 con hay vậy. Chuyến này không biết sao đây nha. Ồ nặng nặng. Vô hành cả nhà ơi. Ôi ôi. Tha gác cái gì á. Trời ơi cái bẫy nặng thì chịu gắn chút xíu à. Bẫy nặng cái ký lô vậy. Nè. Rồi anh sẽ bắt con gắn này ra luôn nha. Đây nè. Trời trời mình dở lên mình tưởng vô hàng khủng nữa. Trời ơi gấp cũng có chút ép nè. Con này tầm 2 lạng nha. Đây nè. Rồi mình sẽ cho vô túi lưới rồi mình sẽ đi tới cái cuối cùng luôn nha. Còn một cái cuối cùng nó là hết rồi mình kết thúc clip luôn. Đây là cuối cùng luôn đó cả nhà. Rồi luôn rồi. Coi nè. Trời.
chỗ mẹ rồi. Trời ơi, một cặp luôn cái gì rồi. Thôi nè, vô kèo rồi, vô kèo rồi, cái đó. Quá phê rồi. Ồ, ồ, coi nè. Một cặp luôn cái gì á, hai cái đầu. Đây, một cái đậu trên, cái đậu dưới nè. Trời ơi, quá xuống cái nhà ơi. Để mình ngừng máy, mình đi ra ngoài, mình sẽ bắt nha. Vô hai con nhất luôn. Trời ơi, cái nhà mình vui nè. Lâu quá mới có cái cảm giác này. Trời ơi, hai con nhất luôn. Một bảy hai con nhất luôn. Coi nè, thứ nào chưa nổi anh em ơi. Một bảy một hai con nhất luôn. Hoa. Rồi, mình sẽ tạm thời mình ngưng máy, mình sẽ mở túi lưới ra, mình sẽ bắt gắn ra luôn nha. Quá. Rồi, bây giờ mình tiến hành bắt con gắn ra luôn rồi mình tổng kết số gắn luôn nha. Ôi, cảm giác con nè. Xuống. Một cặp gắn nhất luôn. Trời ơi, lâu lắm rồi. Một năm mấy nay rồi mình mới có cảm giác lại chứ. Hồi mà năm trước mình đã dính một lần là 17 là ba con luôn á. Đây nè, một con cỡ này nè, con này tầm 7 lạng á, quá đã luôn rồi. Coi nè, hàng khủng bích lụp á, con này cục đuôi nữa nè cả nhà, quá đã luôn. Đây, quá sướng. Rồi mình cho vô túi lưới luôn nha, còn con khủng nữa kìa. Đây. Đây nè, thấy chưa? Con này thì tầm 7 lạng nha. Con 7 lạng chắc con 7 lần rưỡi quá. Con kia chắc 7 lần rưỡi 8 lạng vậy. Lần đầu tiên luôn. Lâu lắm rồi. Có mấy năm trước á, cả nhà có xem cái clip năm rồi, được năm rồi chứ, hơn năm rồi. Dính một cặp. Ủa, một bảy dính ba con, hai con nhất khủng, một con nhì năm lạng gử. Ủa, năm lạng mấy á, mình cũng nhớ nó nhì. Đó, rồi, anh em xem, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quá đã luôn, rồi mình cho vô túi lưới, mình sẽ kết thúc clip luôn nha. Quả bữa nay nè. Rồi, để mình ngưng máy cái. Rồi, tổng thành quả luôn nha. Nè, ngày hôm nay một túi gì luôn nè. Quá phê luôn anh em ơi. Khoảng gần 10 kg gắn nha, hổ hành không. 10 kg hổ hành. Trong này có 3-4 con gắn nhất là phê rồi. Bữa nay trúng đậm luôn anh em ơi, coi nè. Một bao gắn luôn nè. Đó, thấy chưa? Rồi, Tâm cũng xin kết thúc clip đây luôn nha. À, cô dì chú bác và anh chị em xem thấy hay nhớ cho Tâm một like, một đăng ký kênh. Để cho Tâm có cái động lực làm những cái video tiếp theo nữa nha. Quá trời đã luôn rồi. Rồi, mình cũng xin kết thúc clip này nha. Hẹn cả nhà clip tiếp theo.